Ok, hi bye bye, chào các bạn, mình là Linh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một set gold phiên bản lỗi. Nào, ra đây. Chơi nguyên bộ đây, đây là theo ý yêu cầu của rất nhiều bạn luôn đấy. Nào. Rồi, cả chiêu đầu tiên nhưng mà mất huyết thanh rồi. Chán quá, ra là yếu quá. Mày làm tao thất vọng quá sao không ạ? Mày đáng ghét mày khỏe hơn chứ. Cạo phát nào phải chết với đấy. Phải như thánh ý. Đây có cái pe này. À đùa game game. À, dòng AMR15 này mình phải kể đến là mức độ ổn định của nó. À, trong C4 hay là đấu đội ấy, là cái loại này rất là ưa dùng bởi nó ổn định rất là cao. Cả khi các bạn vào là nguyên bộ là người ta tặng ở đâu, truy kích tặng cho nguyên nguyên xe luôn. Đấy là muốn hay không thì các bạn cũng đã từng dùng qua một thời gian ngắn rồi. Cái từ lúc mà mới nạp thì lấy đâu ra súng mà dùng. Vãi, đứng tận đây mà nó bắn được. Phải gọi là bọn này là thánh rồi. 6 SP thì cũng được tặng rồi các bạn. Và chặn gió khá là hay, được số đạn nó nhiều mà. Rồi. Ui. Rồi ấy, tưởng con vé nó không nhìn thấy. Nó cào bừa, nó cào vu vơ là giết mình ấy. Không hiểu luôn, đen bây giờ. Ok, một cơ chế đầu tiên là được dành cho dao găm. Mình sẽ cố gắng quả bom này nhé, quả bom GP nữa. Hy vọng là sẽ ổn. Là ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. À! Chào quá, quả này ghê quá các bạn ơi. Có rách ở trong này luôn. Ôi xì tôi. À, nó. Cậu đi, cậu đi. Rồi, ngon quá, mày quá. Mày không làm anh thất vọng. Ôi, đằng sau lưng kia. Đằng sau. Ngon. Có cái dao găm thì nói chung là ai cũng biết ta từng chơi nó. Nhìn nó, nói chung là các bạn chơi đột kích thì một thời kiểu dao găm nó chuộng ấy. Kiểu bắt cua các kiểu này là người ta thích. Chứ còn mình thì chán lắm, nó yếu lắm. Xỉa vào cái xà beng đây là cái gì ở cái bóng chạy ấy. Nó hơn hẳn cái này nhiều ấy. Ok, và tiếp theo nhá. Một cái đi funny thôi nên các bạn mình sẽ cố gắng chôn thôi, cầm mấy loại mà nghịch kịch thế này kiểu này thì mình sẽ cố gắng chôn hết mức có thể. Và tùy theo mức độ đen hay đỏ của mình nhá. Rồi. Trời ơi. Đấy, ăn kill đấy, ăn đam ấy. Thế là mình lên đằng này. Rồi, một kill đầu tiên. Đấy, khả là chim hôi hay phết, nó bắn chuẩn mà. Xả mắc phê. Cứ đợi, đợi, đợi. Mình sợ con này nó sơi mình lắm. Bắn xa các bạn xả cũng được, nó êm mà. Dòng này thích phết. Có loại AR-15S đấy các bạn. Ui dồi ôi, đã xiên vào đâu, đã định xẻo chim nó rồi mà xẻo một cái nó không chết, thế mới đau. Ok. Ui. Trở đây, đông do mà, đông do mà. Thằng này kìa. Sao mấy bọn này súng khủng rồi, nó thủ ghê mày. Ra đây. Ui, có đạn. Chú. Thằng này bây giờ chắc có ép rồi, thằng sỏ ấy. Ê, cả hết. Ui, nào, quá lên. Ui, nó ăn mất rồi. Cả hết được con nhỏ nhưng mà con to thì để thằng khác ăn. Đấy, nó. Chết. Trời ơi, xiên ba cái nó mới chết. Chim mè có vẻ cứng ấy, là chim thường là hạng nặng rồi. Không phải dạng vừa rồi. Nào, cố đây. Đằng này. Ôi, hay phết, bắn hết rồi, mắc phê luôn. Ôi, bị thua rồi. Chạy đi. Đừng đứng một chỗ, nó giết được. À, có bom, mình sẽ vẫn còn giữ của bom bạn nhé. Thế là mình sẽ cố gắng ăn bom. Bây giờ mình sẽ cố gắng, đây. Ủa, vãi trường. Từ từ thôi. Ui,
Ui, thế này đỡ làm sao được? Ui, lag rồi. Vãi, ui. Trời ơi, đúng lúc nó lag. Thế là mình chậm mất mấy giây, ngu thật. Vãi, top 2 các bạn nhé. Mệt quá. Hơi khó chơi với loại này. You fade away, you fade away, you fade away. Thông đi. À, chứ không. Thằng nào lão. Đùa tao à? Trời ơi, mình đứng sau đi, mình đứng sau đi còn vếu nhá. Vẫn chết. Khó hiểu luôn, cái đấy là mình gọi là khó hiểu luôn nhá. Vãi thật. Điều vãi, cao 180 độ à? Hack à? Đây rồi, mình sẽ cố gắng ăn bom thằng này nhé. Cẩn thận nó lại sơi mình luôn được rồi. Nghe đấy, ở đây, đây, đây. Nào. Chết không? Bùm, rời ơi, đồ khủng chết. Đấy, 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 cái chết, cái chết. Chà, chà. Ui, chà. Đồ, 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 đồ. Nào. Bay vào đây, rồi, cái chết đâu nữa nha. Trời ơi, phải cả hai bắn nó mới chết các bạn ơi. Ui, chuột lẹ. Ôi, ra đây. Xin dẹo. Mình cứ ngỡ là nó sẽ chết. Bởi vì dính quả bom mà. Nó ra quả bom nó cũng chảy khối lắm các bạn ơi. Bắn mắt chuẩn luôn. Vừa bảo bắn chuẩn cái là bắn toàn sự sượt. Ui. Đồ to sắp chết rồi đấy. Các bạn mấy bắn súng GP các bạn phải chú ý đấy. Ui. Lá còn lá. Trời ơi. Đã. Này, đạn ghẹ. Á, thằng nó ăn rồi. Chó. Thằng chó, tao ghét mày. Nó mới có đạn của mình. Ui. Ui, 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 đạn. Được rồi. Máy quá nhà này khó đạn. Cẩn thận nhá. Đấy nó cứ đơ đơ cái này. Đau thế. Nào tới đây. Tự nhiên đồ to. Ôi máy quá. Kìm rồi. Dồn ghê quá các bạn ơi. Rồi phá heo rồi. Chạy đây. Đâu. Ôi vào đây. Láo. Nào. Phát này mình sẽ quẩy một phát bao nhiêu con này. Không biết là bao nhiêu con nhưng mà chạy đã. Nào chạy đây. Ui, vếu. Ui, vếu lag à. Nào, quay vào đây. Ui dồi. Thôi. Em bị lỗi rồi. Nào chạy. Nào, ui dồi. Chết rồi, cái đồ đất. Nó mà bật em là ăn hành đấy. Con đồ đất là bật e là mình không chạy được các bạn. Rồi, may quá, 6 shot. Sao rồi. Ok, nộp ván đây nha. Cái loại này mình phải căng lắm bởi vì khi nó dồn thì mình phải cố gắng tập trung hết cỡ các bạn. Để các bạn thông cảm, mình khó, rất khó bình luận. Có bom mình vẫn chưa được kill nào rồi ấy. Chán quá. Dao thì rồi. Đây. Ui dồi ôi, nó ăn mất rồi. Thôi, lại phí có bom nữa rồi. Hết được một kill nha. Chua. Mệt quá. Cho này chúng nó. Đấy, nó cứ đơ của này. Kiểu là khi mà đang bắn các bạn. Đang đuổi ấy, xong rồi đơ một cái là mời cho chúng nó sơi các bạn. Kiểu thế. Mời đi sang đây. Không phải là xoắn ở đây kìa. Rồi. Ui. Vãi thằng điên. Đây rồi. Ui. Nào. Rồi, cận chiến đấy nhá các bạn nhá. Woohoo. Ôi, bom tuy không ăn được bom nhưng mà mình ai cận chiến dao cam cũng được. Mệt quá. À, trời. Ui lag. Trời ơi, ngu người. Vãi. Nào ra đây.
Ui, chết rồi, chết rồi. Hết đạn. Ui, tụi, 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 tụi. Chạy em, bắt cua, bắt cua, bắt cua. Bắt cua, bắt cua. Đây rồi. Còn đồ to là sắp bắt em rồi các bạn ơi, biến ngay mà. UFP ăn đầu to. Ui dồi ôi, không đỡ được rồi. Đồng quá, nhớ UFP ăn được cái đầu to các bạn. Chà, rồi. Cố lên. Trời ơi, thế mà còn để bắn chết kìa. Ui dồi. Lôi ván nào. Chết đi, chết đi, chết đi. Đấy, trước khi mà nó chết thì kiểu gì nó phải giết được cả mình các bạn. Mình kiểu số nó thế đấy. Ở dưới đâu con nào đi nhá. Nào, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, cover, cover, cover. Nào, lên, 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 lên. Lên, nào. Rồi, chờ thôi. Ôi, con đồ nhỏ nó mất rồi. Nào, ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đi, anh cân nào. Ngồi xuống đi. Mà nó bắn lên này ngồi bằng niềm tin. Ngồi xổm cái là nó ỉa cho cái mồm mà chết. Ôi, ghê quá, các bạn ghê vậy. Có thánh thủ ở đây. Rồi, mình dính một đạn là cái là chết đấy. Nào. Ôi, ok, có khi clip mình sẽ tạm dừng ở đây. Các bạn góp ý cho mình những ý kiến như không? Các bạn lên làm những cái clip nó kiểu nó đặc biệt, nó vui nhộn một tí đi nhá. Ok, nhớ like và sao đã ủng hộ mình nhá. Khá đấy cả giọng rồi, bye.